người đàn ông Mỹ nhờ tính năng chẳng mấy ai để ý. Bob Burdett, một người đàn ông cao tuổi hiện sống tại tiểu bang Washington, Mỹ vừa được cứu sống nhờ tính năng hát phone detection của Apple Watch. Đây là một tính năng này thường được ít người quan tâm, do không thực sự hữu ích. Tuy nhiên rõ ràng, khi xảy ra tai nạn ngoài ý muốn, thì chúng ta mới thấy hết được giá trị của nó. Theo bài viết được đăng tải trên trang Facebook cá nhân của con trai ông, anh Gabe Burdett, ông Bob Burdett trong một chuyến đạp xe leo núi, đã bị ngã và bất tỉnh do bị va chạm vào vùng đầu. May mắn là vào thời điểm gặp tai nạn, ông Bob Burdett có đeo trên tay một chiếc Apple Watch Series 4 và có bật chức năng phát hiện cú ngã mạnh trên chiếc đồng hồ này, ngay lập tức, một tin nhắn với nội dung khẩn cấp đã được gửi cho chiếc iPhone của con trai ông để cảnh báo. Ngoài ra, nó còn thực hiện một cuộc gọi tới đường dây nóng 911 để thông báo về vụ tai nạn. Sau đó, một xe cứu thương nhờ vào định vị GPS phát ra trên chiếc Apple Watch đã tìm thấy ông Bob Burdett bấy giờ còn đang bất tỉnh để nhanh chóng sơ cứu và đưa ông này vào bệnh viện. Tất cả quá trình trên chỉ diễn ra trong 30 phút sau khi vụ tai nạn xảy ra, Bob Burdett sau đó được kiểm tra y tế và may mắn không gặp các chấn thương nguy hiểm. Tuy nhiên bác sĩ cho biết nếu như không được phát hiện sớm, tình trạng có thể sẽ nguy kịch hơn.